Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn một loại rau để trộn chung với rau sống trong vườn nhà mình ăn bánh xèo rất là ngon. Đó là rau chua. Đây là bụi rau chua rất là tươi tốt. Sở dĩ mình gọi là rau chua tại vì mình ăn hai cái lá ăn thì nó chua các bạn, nhưng mà không phải chua như chanh mà chua dịu hơn. Cái lá của nó toàn thân là chua hết, cái cọng cũng chua các bạn, cái cọng thì chua hơn là cái lá. Thì cái loại rau này là xuất phát từ ở bên nước Lào, những người Lào đi qua bên đây và đem qua bên đây trồng. Thì mình có một người bạn Lào cho mình đem về trồng. Họ nói ăn trộn chung với rau húng, rau quế, tất cả cái loại rau sống của mình thì trộn chung ăn với cái lá này, trộn chung ăn rất là ngon, nhất là ăn với bánh xèo. Thì cái vị chua của cái rau này nó giống như là đọt sợp với đọt mọt ở bên Việt Nam mình ngày xưa gọi là lá lụa đó các bạn. Thì lá lụa là một cái cây lớn như là cây cổ thụ vậy, và mỗi khi mà nó ra lá non thì người ta hái ăn kèm chung với rau sống rất là ngon. Ăn mắm, ăn với mắm kho hoặc là ăn bánh xèo rất là ngon. Thì cái lá này nó tương tự như là cái lá đọt sợp đọt ngọt ở bên Việt Nam mình gọi là lá lụa đó các bạn. Lá lụa của mình thì nó mềm hơn và nó dài hơn cái lá này các bạn đó. Thì cái cây lá chua này rất là dễ trồng. Người ta bứng cho Quỳnh Mai chỉ có hai cái cây thôi, bây giờ nó lên một chùm như thế này các bạn đó. Thì cái cách nhân giống rất là dễ luôn. Mình có thể nhân giống bằng cách mình tỉa bụi ra thành từng cây rồi mình trồng vào trong cái chậu khác thì nó cũng mọc ra như vậy các bạn đó. Và cái cọng của nó các bạn nhìn thấy xanh mơn mởn luôn. Rồi khi mà mình hái thì mình nắm cái lá rồi mình giật lên luôn cái cọng các bạn. Thì ở phía dưới gốc của nó sẽ ra những cái lá khác. Thì cái cây rau chua này nó không có cái nhánh mà nó chỉ là có cái lá ở từ dưới gốc mọc lên cái cọng như thế này, và ở trên đầu nó là cái lá thôi các bạn, chứ nó không có nhánh gì hết, nó là nguyên một cái bụi như thế này. Thì mình cho ai hay gì mình sắn lấy một cái cây nó ra, trồng một cái cây nó có 4-5 nhánh lá rất là dễ trồng. Hoặc là có thể nhân giống bằng cách mình gieo hột các bạn, tại vì nếu mà mình không có ăn không phải lúc nào mình cũng ăn rau sống hết, nên mình để nó già đó các bạn thì nó sẽ ra bông, rồi nó sẽ ra hột, nó có hột, hột rụng xuống thì nó sẽ lên cây con. Nhưng mà cái đó thì nó lâu hơn là mình bứng từ trong cái bụi ra. Đó là cách hai cách nhân giống, đó là mình trồng từ cái bụi, rồi cách thứ nhì là mình gieo hạt các bạn đó. Cái cây nào có bông có hạt là có thể nhân giống được các bạn. Có nhiều cây không có bông có hạt mà người ta vẫn lấy giống của nó được các bạn đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn một loại rau chua rất là ngon, đặc biệt dùng để ăn bánh xèo là ngon nhất các bạn. Cuốn cây này có thể thay thế rau salad. Mình để cái lá này xong rồi mình để tới rau sống như là rau
húng lụi, húng cây rau quế hay gì, rồi mình mới để miếng bánh xèo lên, rồi mình chấm nước mắm ăn thì nó chua chua, nó chua, rồi với lại miếng bánh xèo thì rất là ngon luôn. Còn mình nếu có rau xong rồi mình có salad thì lại miếng salad ở bên ngoài, rồi tới cái rau chua này, rồi mới tới các loại rau khác, rồi mới tới miếng bánh xèo các bạn. Thì cái rau này rất là dễ trồng, dễ mùa đông nó rụi các bạn, rồi mùa xuân nó lên trở lại. Các bạn có thể để nguyên chậu như thế này, cất vào một cái chỗ nào để cho không có tuyết nó phủ lên đó các bạn, thì mùa xuân nó sẽ lên trở lại đó. Thì tuy rằng nó xuất phát từ ở bên xứ nhiệt đới, nhưng mà đi qua bên đây thì nó cũng sống được các bạn đó. Cây rau chua này rất là ngon, và đặc biệt có vị chua đó, để cho mình ăn thì mình không có bị ngán các bạn. Và bây giờ Quỳnh Mai xin giới thiệu với các bạn thêm một loại rau nữa, đây là gọi là rau tần gì lá các bạn. Cái rau tần gì lá này dùng để nấu canh chua, rất là thơm ngon, mà mình cũng có thể dùng cái lá rau tần gì lá này để trị bệnh ho. Khi mà các bạn bị bệnh ho đó, các bạn có thể hái vài lá xong rồi nhai, chấm một miếng muối rồi nhai cái lá này, thì cơn ho của mình nó sẽ dịu bớt đó. Người ta nói rau tần dày lá trị bệnh ho. Thì rau tần dày lá này là loại rau dùng để nêm nếm khi nấu canh chua, rất là thơm ngon. Và cái cách nhân giống của nó thì cách nhân giống cái rau tần dày lá này rất là dễ, là mình có thể cắt một cái nhánh non già tùy ý, là rồi mình đem dăm xuống dưới một cái chậu đất xốp, thì để chừng một tuần hai tuần thì nó sẽ lên các bạn, rất là dễ, nó ra rễ rất là nhanh. Và cái rau tần dày lá này chỉ có một cách là chiết từ bụi ra như rau chua. Và cách thứ nhì là mình cắt một nhánh mình đem dăm thì nó sẽ lên. Nhưng mà cây rau tần dày lá này không có bông nha các bạn, nó chỉ có lá thôi và nó không có hạt, nên cái cây rau tần dày lá này chỉ nhân giống bằng chiết bụi với lại dăm cành, nhưng mà nó không có khó, rất là nhanh luôn các bạn. Thì khi mà mùa đông tới, các bạn không cần đem nguyên cái chậu này vào trong nhà, mà chỉ cần cắt một nhánh, hai nhánh, bỏ vào trong ly nước rồi đem vào nhà để cạnh cửa sổ, thì nó sẽ mọc rễ ra ở trong cái ly của mình, trong ly nước của mình nó sẽ mọc rễ ra. Rồi mùa xuân á, mình đem ra ngoài mình lại trồng xuống cái chậu thì nó sẽ lên như thế này các bạn. Đó. Thì cũng rất là dễ để mình giữ nó cho tới mùa xuân. Tại vì các bạn để cái ly mà mình cặm vào cái cành rau tần dày lá này, mình để cái ly đó ở ngay cửa sổ để có ánh sáng mặt trời thì nó sẽ tốt, nó sẽ ra rễ các bạn. Nó ra một chùm rễ trắng xóa luôn, và nó ở trong cái ly qua 3-4 tháng mùa đông, rồi tới mùa xuân mình đem ra ngoài mình trồng vào chậu thì mình sẽ có một cái chậu rau tần dày lá để dành ở trong nhà. Khi mà mình nấu canh chua mình không có rau ôm thì mình lại dùng cái rau tần dày lá này thế cho rau ôm hoặc là ngò gai là được các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn giới thiệu với các bạn hai loại rau.
Thứ nhất là rau chua dùng để ăn với bánh xèo rất ngon. Thứ nhì là rau tần dày lá dùng để nấu canh chua. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.